Shop hàng Nhật Điện xin kính chào các bác. Hôm nay mình lên sóng giới thiệu các bác một chiếc máy massage chân vừa về xong ạ, một con máy rất là đẹp nhé. Nói là hình thức còn khá là mới luôn, vải biếc bên trong gần như là chưa dùng mấy, vẫn còn như mới tinh luôn. Tức là nhìn qua cái vải là biết một cái máy massage chân là dùng nhiều hay không. Còn cái vấn đề hình thức bên ngoài này thì nhiều khi nó chỉ là do vận chuyển thôi, nhưng con này hình thức bên ngoài còn rất là đẹp nha, nó đẹp đều luôn ạ. Này có nhìn đẹp đều luôn nha, một cái máy rất là đẹp luôn, rất là đều máy đẹp. Đấy, hình thức còn khá là mới. Con này thì bóp bàn chân, bóp cả bắp chân. Đấy, rất là nhiều các bác thích cái máy như này, tức là nó bóp được cả bắp. Đấy, trên máy có 3 chế độ, 3 tốc độ bóp, sử dụng rất dễ dàng thôi, điện 100V. Đấy, con máy phải nói là đẹp xuất sắc luôn nhé. Okay. Rất là cứng cáp này, con này. Này khỏe, con này rất chắc chắn. Con này cái đế của nó còn có cả một cái thanh sắt đây, có nhé, có cả cái thanh sắt này để các bác có thể nâng các cái góc độ mình ngồi theo ý. Đấy, mình ngồi góc như nào thì mình có thể nâng cái thanh sắt này lên, rất là tiện. Muốn ngồi dựa ra thì các bác cứ nâng cái này cao lên thì cái phần này sẽ ngửa ra. Con máy rất là đẹp, rất là ít có đấy, rất là nhiều các bác đặt mà cũng không mấy khi có đâu. Thì con này em bán là 3 triệu nhá, giá 3 triệu tặng các bác một cái đổi nguồn luôn. Đấy, các bác nào lấy các bác liên hệ, giá 3 triệu nhá, chưa có phí vận chuyển đâu ạ. Chào các bạn.